cá ăn nha. Đó, đó. Nó vậy nè, đó, đấy. Đấy nha. Thử nha. Đó. Ăn nha. Đó. Nó rút nè, đó, đấy nè. Đó, đó, đó. Đó, đó. Nó đi nè, đó, dính nè. Đó, đó. Lại nè. Rồi cô cá môn kính chào nha. Nay có đi câu ở bên bổ cò Lắng Le á nha. Đang đứng ngay chỗ đầu kinh A của Lê Minh Tưng nha. Đó ngay này xanh này đó, rất là con ở đó đó. Vô vô bổ cò Lắng Le nha. Đó ngay xanh này đó. Đó đó đầu kinh đó, đầu kinh A. Chia sẻ đường đi vô cái canh đèn đỏ nó qua chia sẻ cho anh em biết. Nó quẹo vô kinh A rồi nha, thì đây là con kinh A, để chạy dọc con kinh A này luôn. Rồi mình cứ đi thẳng nha, để chút nữa tới cầu dây kinh A rồi mình sẽ quay tiếp được video nha cả nhà. Thì nay mình sẽ đi câu ở cổ cò Lắng Le nha. Rồi đầu video mình muốn chúc cô chú anh chị và các bạn xem clip vui vẻ và được nhiều sức khỏe nha. Thì hôm nay mình có chia sẻ điểm câu ở cổ cò Lắng Le. Thì đây là kinh A của thằng Lê Minh Tưng. Mình tỉnh lộ 10 mình quẹo vô thì mình đi bên bên tay trái nha. Tại vì kinh thì nằm bên tay phải, còn đi bên kia thì nó vô Phật Cô Đơn cũng được. Rồi hết cái đường bờ kinh đó, mình nhớ để thẳng qua nha. Để thẳng qua vô cái cầu dây của kinh A nha. Đó thì mình sẽ để thẳng qua có cái có cầu dây của kinh A. Rồi mình sẽ tới cái này là cầu dây của kinh A nha. Tới đây mình sẽ lên cầu luôn. Lên cầu mình rẽ trái nha. Qua cầu dây rẽ trái xong cái mình sẽ chạy tới đụng một cái cầu nữa nha cả nhà. Đụng một cái cầu nữa. Đụng cái cầu ở đầu mình qua cầu đó, đụng cái cầu này nữa thì mình sẽ qua cầu bên phải nha. Thì ở đây cũng con sông cũng lớn này, sông này về sông Nhật đó, qua cầu bên phải nó quẹo vô đường sỏi đó, có cái đường sỏi này nè đó. Mình vừa xuống cầu thì nó sẽ có cái chỗ quẹo lên quẹo phải. Thì qua cầu quẹo phải đây, quẹo phải mình vô cái đường sỏi nha. Thì bên tay phải mình là cái kinh. Rồi phải chạy thẳng cho nhanh nha. Rồi tới khúc nào quẹo mình sẽ quay tiếp cho cả nhà. Mình thấy kinh này nước cạn mà cá hụt quá trời nha. Nước đang ròng. Thấy cá cũng có hụt nhiều ghê đó.
Cá hục cũng lớn nha. Rồi tới chỗ nha nha. Nay mình sẽ câu những cái sen này, gặp ông mười đầu quạt này nữa. Mười đầu quạt gặp ông hoài không biết. Hôm nay mình sẽ câu những cái đám sen này nha. Thì mình tới chỗ à. Đó. Mấy đám sen này thì nó này nó cũng chết chết này cũng dễ câu. Bên kia là Năm anh nằm ông quấn cá lóc bên kia. Muốn biết có con nào chưa không? biết đi là đắng không biết đâu. Thì bên tay phải mình là con kinh cá nha. Con đó mập á, dở lên nó được không? Hai cho nó rớt luôn vô đầu đi, ai biết được chuyện đâu, không nói trước được. Con đó mập ghê á. Cá ăn nha. Lại nè. Đó. Mấy bánh kia luôn nha. Nó còn còn ăn nha. Đó vậy nè, đó. Đó có, không không. Để cái kia nè. Ủa. Qua cái này luôn nha. Dúng được cành trang. Dướng rồi nha. À, dương nữa không ạ? Có mốc nào?
ăn nha. Đó. Nhiệt nhiệt nhiệt. Đó đó đó. Đó. Nhiệt, nhiệt nó không rứt ta. Nhiệt quá, đi quá nha. Cá gì ngon. Đó đó đó. Nó đi, đó, dính nè. Đó. Còn thấy lát bự nha. Đó, dướng như cành sen. Đó. Để biết sao lấy. À lên luôn nha. Ủa ghê. Mình kia luôn. Ôi. Mình kia luôn mà nó đi nhịp hoài. Ha đã. Quá đã. Thần gỡ. Ăn nha. Đó. Nó lấy nè, đó. Đó. Nó rồi ngon ghê nha. Trâu cái mương lên rồi có lấy. Đó mương ghê nha. Rồi quá đã. Hành gà. Ăn nha. Nó lấy nè. Đó. Đó. Dạ thành cả. Ăn luôn nha, đó, lấy nè, còn chiếu nè, ôi, 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 sảy luôn. Ăn nha, đó, no rút nè, đó, lấy nè, đó, 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 ồ, thắt lát mình kia luôn nha. Dương trời, à, xuống đây mới gặp. Ồ, lại qua đã. Lạ nè. Thân nữa. Ăn luôn nha. Nó kéo đường vô ăn luôn. Nó rút mà lấy nè. Đó, mình kia luôn nha. Đó đã. Đó, có đã nha. Hình nữa.
cá ăn nha. Đó, đó. Đó vậy nè, đó, đấy, đấy nha. Thử nha. Đó, đó, hù hù bà chiên. Hù hù, cá bà chiên nha. Cá quá đã, cá. Quá ẩy con cá không? Thôi dở nha. Ăn luôn nha. Đã chứ làm liền luôn. Chín rồi, bự mà. Dúng nữa. Ôi. Thế còn dúng không? Trời ơi, thấy nó làm liền. Ăn nha. Nhịp 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 đó. Nó rút nhịp quà. Như này cá gì vậy? Nhưng mà lát lát rút lại đó. Nó đo rút. Rồi thành quả đây luôn đó ngài. Đó nãy mình câu mấy cái mương trong đó nha. Rồi thôi giờ mình rút luôn. Đó, mình thì còn có phi bự nha, bán bự thôi, bành bành đã không? Cá đầu phi rồi thấy lạng nè. Ừ, rồi đó. Ủa anh mời được con cá tra nữa hả? Ừ. Còn mượn nhiều ghê ta. À được con cá lát bự quá không rồi. Em cũng được cỡ cỡ lứa 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 à. Rồi rút luôn nha.